Chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức, kênh của chúng tôi luôn cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày và các sự kiện hot nhất trong tuần vừa qua, sự nghiệp và chuyện lạ trên thế giới đều có tại kênh 8 tin tức. Và hãy bấm tin tức. Chào mừng các bạn, tôi đã quay trở lại rồi đây. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi sẽ có nội dung về ông Đoàn Ngọc Hải, đó là sau khi thôi việc, ông Đoàn Ngọc Hải chạy marathon và đoạt được huy chương. Sau khi được giải quyết cho thôi việc, ông Đoàn Ngọc Hải, nguyên phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận nhất, đã dành toàn bộ thời gian để tập trung kinh doanh và làm công tác từ thiện xã hội và tham gia chạy marathon ủng hộ người nghèo. Sáng hôm nay ngày 13 tháng 12, ông Đoàn Ngọc Hải đã tham gia giải marathon quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh với đường đua có cự ly dài 42 km. Ông Hải đã hoàn thành đường đua trong khoảng thời gian 6 giờ 47 phút và được ban tổ chức trao giải tặng huy chương theo đúng quy định. Theo kế hoạch, ngày 5 tháng 1 năm 2020, ông Đoàn Ngọc Hải sẽ phải tham gia giải marathon Phú Mỹ Hưng. Dự kiến vào ngày 19 tháng 1 năm 2020, ông Hải sẽ sang Myanmar dự thi marathon 42 km ở Yangon. Giải marathon quốc tế mà ông Đoàn Ngọc Hải tham gia sẽ diễn ra tại nhiều nơi như là Quảng Bình ngày 1 tháng 3 năm 2018, Hà Nội ngày 7 tháng 3, đảo Lý Sơn ngày 22 tháng 3, Hà Nội ngày 29 tháng 3, Huế ngày 5 tháng 4, Hội An ngày 19 tháng 4, Quy Nhơn ngày 7 tháng 6. Sau đó sẽ diễn ra tại Campuchia, Singapore, cứ chạy 1 km mỗi vận động viên góp 10.000 đồng cho người nghèo. Chia sẻ với phóng viên, ông Đoàn Ngọc Hải cho biết, sau khi được thôi việc, ông tập trung công việc kinh doanh, làm từ thiện và chạy marathon giúp đỡ người nghèo. Vừa qua, Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn Trung Tâm, là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên đã có quyết định chấp thuận cho ông Đoàn Ngọc Hải thôi việc theo nguyện vọng sau gần 3 tháng nộp đơn. Quyết định có hiệu lực vào ngày 6 tháng 12. Trước đó, ngày 4 tháng 9, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan đã ký quyết định cho ông Đoàn Ngọc Hải thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn theo nguyện vọng cá nhân. Đến ngày 9 tháng 9, ông Đoàn Ngọc Hải tiếp tục có đơn xin nghỉ việc gửi Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn vì lý do và nguyện vọng cá nhân. Ông Đoàn Ngọc Hải được biết đến trong chiến dịch lập lại trật tự vỉa hè ở nhiều khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương từ tháng 1 năm 2017. Tại thời điểm đó, ông Hải đã tuyên bố, nếu không làm được, tôi sẽ cởi áo về vườn, không làm nữa, chứ không làm theo phong trào, đánh trống bỏ dùi, để nổi tiếng đâu. Đến tháng 1 năm 2018, ông Hải bất ngờ gửi đơn từ chức vì nhận thấy không thực hiện được lời hứa trước nhân dân, sau đó xin rút lại đơn. Ngày 4 tháng 6, ông Đoàn Ngọc Hải lại gửi đơn từ chức lần thứ hai, chỉ vài giờ sau khi nhận được quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn. Và ông Hải này là sinh năm 1969, quê huyện ở Thanh Trì, Hà Nội. Trước khi làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận nhất, ông Hải lần lượt trải qua các vị trí công tác tạo phường Cầu Ông Lãnh, phòng kinh tế quận nhất, Ủy ban kiểm tra quận ủy và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận nhất. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và bổ ích, hãy chia sẻ rộng rãi để cho mọi người cùng xem. Và đừng quên ấn vào cái nút đăng ký ngay đây nè để cập nhật các tin tức mới nhất. Cảm ơn các bạn.